Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Với nhiều loại đặc sản cùng sự tận tâm, chúng tôi mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ quý khách hàng. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin chân thành cảm ơn. Bác qua đây, qua đây. Đấy. Đi lại. Đây. Anh giữ nhá. Coi như là mở bát đầu khai kéo cái vụ mật ong khoái đầu tiên của Hà Giang các bác ạ. Khu vực này thì như em Diê bảo ở Niêm Sơn ấy, nó giáp bên Cao Bạc. Cao Bạc ấy. Về cái mật ong khoái này mọi người này, là nó con ong này nó ăn cái hoa gì ấy thì nó sẽ có mùi của cái hoa đấy thôi. Các bác nào mà muốn mua cả cái tổ ong này, muốn mua nguyên cả như này thì cứ nhắn cho Cao Nguyên Đá gửi trực tiếp cho các bác luôn. Về các bác tự dùng các bác nhé. Tự lọc các bác nhé. Ong này nó chủ yếu nó ở trong rừng già này các bác ạ. Khu vực núi đất thôi, nhiều cây thôi. Núi đá không có ong khoái gì đâu. Tổ ong này là nó rất là già rồi. Cái sát ong này thì nó đỏ rồi. Rất là già rồi. Tổ này mình chắc chắn là nó sẽ ở trong cái khu vực là sâu. Đi bộ nó lâu rồi đấy này, trong rừng sâu ấy. Đấy, hiện tại thì mật đã lọc gần như là đã hết rồi các bác ạ. Đây các bác nhìn đây, thành phẩm cái mật ong khoái ấy, nó sẽ có màu hơi cánh tán một chút. Mùi mật thì nó sẽ thơm của đúng cái mùi của cái hoa rừng ấy. Đó. Với cả cái thứ hai là cái mật ong khoái này nó sẽ loãng hơn cái mật ong đá các bác ạ. Nó sẽ không đặc và sánh cái mật ong đá mà như em Diê với cả Cao Nguyên Đá đã từng đi bắt đâu. Ngoài ra nữa là cái mật ong này ấy, thì là Cao Nguyên Đá đang bán là 400.000 một lít. Thì các bác là có nhu cầu mua hàng thì là ủng hộ cho anh em ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình với em Diê, hai anh em đang có mặt trong thôn Chù Lùng Trên thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngày hôm nay thì là hai anh em có chuyển một phần quà vào cho gia đình nhà ba cháu khiếm thị mọi người ạ. Phần quà này là của gia đình nhà cô Catherine, có người hỗ trợ gia đình là 1 triệu đồng. Hôm nay đi vào thì quý cô bác xem cái quãng đường anh em đi vào thì đúng thật là đi bộ còn mệt hơn là đi xe máy còn mệt hơn là đi bộ mọi người ạ. Người du hết cả. Lốp xe của em Diê. Hôm trước thì anh vừa thay lốp rồi. Vâng. Thay lốp mới. Thủng xăm, anh thủng xăm thay mới. Thay mới. Đây là nhu yếu phẩm mà anh em chở vào đây. Đi vào thì sáng nay là trời mưa thì nên là anh em phải chờ đến giờ nó tạnh mưa ấy. Lúc nó tạnh mưa thì mới vào được các bác ạ. Bây giờ đang 12 giờ 53 phút rồi. Cả tính cả cái thời gian từ ngoài thị trấn mà đi vào đến đây là nó rơi khoảng tầm thiếu mấy phút là được 1 giờ nhỉ. Anh em mình đi từ 10 giờ 15 xuất phát, đi đổ xăng là 10 giờ 15 xuất phát các bạn. Thế là hôm nay đi vào đây đường nó trơn, mãi mới đến được nhà của em già, anh trai của ông cháu ở ngay phía bên này các bạn. Mình thì vừa nghe tiếng của em Lùng hay em Cái là nói chuyện ở bên này. Bây giờ mời các bác đi vào trong nhà. Ở phía bên kia nó mất mạng ấy. Đi vào đây bây giờ nó mới có sóng điện thoại này, tin nhắn các bác nhắn bây giờ thì có. Các bác mua mật ong thì liên hệ với Cao Nguyên Đá nhé, bởi vì cái căn mật ong này là anh em là lấy ở phía bên ngoài. Bên ngoài cái thôn kia là thôn gì nhỉ, chưa nhỉ? Há Đề. Thôn Há Đề của nhà em già và con nhà anh gì có 7 con ấy. Một đứa, một anh là na đứa mà anh là 7 đứa nhỉ? Đúng rồi, đây là mật ong này các bác này. Đây, trở vào đây rồi. Thì các bác thì mua mật ong thì liên hệ nhé, đây là mật ong hoa bạc hà. Buột chắc quá nó lại, cái thùng mì tô nó lại. Hôm nay thì chắc khoảng tầm 6-7 lít thì đấy thôi. Anh rút chìa khóa xe chưa anh? Anh rút rồi. Vâng.
trời nó sương mù nó nổm các bác ạ. À, anh ơi, sáng nay mưa ấy, sợ đi đường xa gạo nó ướt, em lấy cái bao này đựng gạo ấy. À, để trong. Trời lắm anh nhá. Vâng. Cái tét nước là gia đình chuyển về nhà rồi này. Cái bể nước này các bác ạ là bị đòi đấy. Bể nước này không phải của hộ gia đình đâu. Bị người khác, nhà khác người ta bên người ta đòi lại. Không cho gia đình dùng chung nữa. Ô, có tiếng trẻ con này. Mệt quá. Ô, cái đang bế em bé à? Chờ anh nha. Ờ. Nhớ chưa hả? À, chưa. Hả? Nhớ chè mà, hả? Cái gì nhờ? Đây là nùng chứ, nhà lớn là nùng mà. Nùng, đúng rồi. Nùng, nùng là lớn. Nùng cái, nùng cái tuổi. Nhớ chè hả mẹ? Bế được à, em cho chị. Hả? Cái đây. Cái đây. Ừ. Chào anh Long. Phấn khởi khi vào đây mà. Mấy bạn này vẫn nhớ tên mình. Không lao quá. Đây đi đường này. Nhưng mà anh nhớ 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 đến rộng của anh nhé. Ôi đi chơi ở đâu về mà áo ướt hết rồi. Mùa xiết rồi. Chị cho nó đi. Đi chơi bên nhà chị giao về. À. Thế mẹ đâu, anh đâu? Nhà mùa trồng ngô. Trồng ngô. Đi trồng ngô. Đi trồng ngô. Dạo này nói tiếng phổ thông tốt đâu. Yeah. À đây đi vào đây có cây gì hoa gì đẹp thế. Đấy là hái về cho lợn thôi. Ờ nhưng mà hoa gì đấy? Nhìn lại quá em chẳng biết được. Nhưng mà hoa này với cái này là một mà đúng không? Đúng rồi, đây là cái thành lá của nó. Cái này ăn có bị ngứa? Cái này nó hơi chua. Hơi chua à? Vâng vâng. À, cái này thái cho lợn nó hơi chua mà. Ừ. Thế là bây giờ là sinh thêm em bé là ai ngủ ngoài đây đây? Cái hay là tủa hay núng? Từ từ tí đi. Cái. À cái. Cái ngủ đây à? Vâng. Hai anh em đấy. Ừ. Thì là anh Lành nhỉ? Lành. Lành lấy thêm vợ. Lành với già nhỉ? Ừ, Lành lấy thêm vợ thì ở cái phòng bên này mọi người này. Đấy. Thì trước ở góc nhà chỗ em Dìa đứng ấy để một cái giường. Bây giờ đông người quá thì chuyển cái giường ra làm không gian sinh hoạt. Ở nhà vừa làm gì đấy đùng mà nhiều búa thế? Nghe quá chỉ mua cho nó đó. À? Nè, quá chị em chó cả lòn đó. Rồi mà hai chị mù trong trà tép còn đó là hai lòn. Hả? Nè mà lên mù trong trà tép đó là... À, đi. Hả? Bố là ủa đấy, bố là la đấy. La rồi đấy? La. La chưa? La cái chê. À, đợt sau này anh ạ. Làm gì? Là cái chắc là sợ trời nó mưa là cái rãnh nước hay sao ấy. À, làm cái rãnh thoát nước à? Vâng, vâng, vâng. Bố là la. Đã chuyển đi ngó qua em ạ. Vẫn chưa có bị có đợt đá không? Đà chưa đập, chắc chưa là đang chắc mượn là... búa để chuyển về làm nữa các bác ạ. Bởi vì như này, bà con ở đây nhà thì là thấp. Trên này là hẳn một cái sườn dốc này. Khi đến mùa mưa, mưa to là nước nó chảy xuống hết cái khe nhà. Vâng. Mà nhà mọi người biết thì nhà gỗ mà hiện tại nó đang siêu vẹo rồi. Đấy, nếu mà không che chắn nước mưa cẩn thận ấy, nó hát vào ướt hết cái chân cột như thế này. Nó hỏng chân cột ấy. Nó mục là hỏng hết luôn. Vâng. Ăn cơm chưa Nùng? À, ăn rồi à? Ừ. Cả nhà là những người khỏe, những người sáng mắt là đi làm hết rồi các bác ạ. Còn ở đây thì còn mỗi vợ của em Lành này, ở nhà trông em nhỏ này, con nhỏ này. Đấy cả Nùng với cả cái thôi. Tủa đi chơi ở đâu rồi? Đi trồng ngô. Đó, đi trồng ngô á. Tủa cũng đi trồng ngô. À, bảo là cả ngày không thấy, chắc là đi cùng mẹ đi trồng ngô rồi. À, đi trồng ngô có xa không? Đấy chị đấy. Đấy. Xa anh. Xa. Vâng. Ở đoạn nào em? Nhớ đầu tiên đấy bà bác kêu. Còn đâu? Còn đoạn nhiều. Việc khó ạ. À. Hay em không đi được. Đi là đi tít xuống đây cái khu vực đường đi xuống chỗ lấy nước ấy đúng không? Lấy nước lấy củi đúng không? Vâng. Tôi tên mấy anh đặt chị nhá, cứ cơm mấy đặt chị. Đâu mang em bé ra đây bác xem nào. À bác là ấp phổ là bác lòng chịu à. Đi ra đây xem một tí nào. À bác em mất thế là ta bác lòng chịu à. Ở đây may thì có điện rồi nhà. Vâng.
Em bé trai hay em bé gái? Mình tư mình xài. Mình tư. À bé trai. Bé trai à? Được mấy tháng rồi? Chả lì à? À, hơn một tháng anh. Hơn một tháng rồi à? Vâng. Đây cái thằng mẹ. Khác mùi một cái nhờ, khóc luôn nhờ. Hôm nay cái nùng bé có khóc đâu. Đúng không? Nhờ. Thế bé em có thích không? À, bé cháu có thích không? Vừa mới nhờ, vừa mới nhờ, vừa nhờ. Nhờ. Thích cái. Thế cái biết bé chưa? Có bóp của chị ta? Không biết à? Ừ. Bảo là mắc cái nhìn hơi khó, sợ có ghế ở dưới ấy. Ừ. Bé con đi thì cũng nguy hiểm. Ừ. Lúc bé con thì phải ngọt tại chỗ thôi. À. Ở đây thì mọi người nhìn đây, ở bên này có cái thịt treo ở nhà là vừa mới cúng đẻ xong mà đúng không? Vâng. Cúng đẻ chắc phải mổ lợn rồi. Hoặc là đi mua thịt lợn. Đấy. Đây chắc là xa ấy, đường nó xa quá, chắc là đi chợ nó mua để có người ra họ trồng ngô thì có lúc thì không vất vả đi nhiều lần đấy. Mọi người xem là có gì đâu. Đây là thịt mỡ 100% luôn này này. Cái này mình mới treo chắc được. Gai nên nhiều liều rồi. Thôi nó chết. Cái này mua về cái cống thôi anh, có phải là không phải gia đình mổ lợn đâu. Vâng vâng. Gia đình có con gì mà mổ. Ai có con lợn nhưng mà không mổ. Vâng. Trước thì vào là có con lợn đấy. Cái này là đi mua thịt ở ngoài chợ. Đi đi ngồi vào đây đi nào. Lo dạ. Lấy ghế về nè. Dạ, bẹn đi. Dạ, ẩn đi. Ồ, mắc mạng mà. Ý tử dọn đi đấy. Đấy, nung ngồi đấy. Đấy, em bảo nung ngồi bên đấy. Mắc mạng đấy. Em này vừa đi gọi điện cho ai, cho chồng về à, hay gọi cho ai về? Gọi cho chồng. Gọi cho chồng à? Vâng. Thôi xa quá thì không cần về đâu. Đê mà còn rất lò. Xa quá thì không cần về đâu, cứ đi làm việc. Đê là đê mà lò mà chắc chắn lò tiền thuê. Thế là biết cho cái thuê à? Đây là dưa nhé của anh à. Đấy. Bao gạo thì là 20 cân các bác ạ. Anh em là buộc phải túm vào như thế này cho cái gạo nó khỏi chạy. Vâng. Đi đường mà cái gạo nó lỏng nó chạy đi chạy lại, cái đường xấu kia là bao gạo nó rơi. Để đầu xe sợ nó móc trên đầu xe. Thì cái phần nhu yếu phẩm ngày hôm nay mua ấy thì là bao gồm có một bao gạo 20 cân này. Một thùng mì tôm này, trứng này, trong này có bánh kẹo này. Không vừa chát nên sợ đi được, sáu nó lại dơ. Đây trong dòng gọi đầu anh, dòng gọi đầu thì này, thịt lợn đấy. Trong này là có thịt lợn. Rau an này, sữa này, rồi rửa bát này, xà phòng tắm này, dầu gội đầu này. Dầu gội đầu thì bây giờ là mua gói đấy các bác ạ. Đây là dầu dùng ấy, dầu a với múa này, mì chính này, và một gói đường nữa anh, ba gói kẹo, ba gói kẹo này, đây đường đây, đường rồi, ba gói kẹo trong này đấy, đây để lại trong này nhé. Em để lại. Nhiều bánh kẹo chắc là chiên cho. Rồi. Đây. Rồi, em cảm ơn chưa? Mọi người thông cảm là bởi vì là vợ của em Lệnh ấy còn bé con nhỏ, cháu khóc quá với cả là đang cho con ăn sữa thế nên là không để ngồi cùng ở đây được. Còn về gia đình ấy thì như các bác xem thì cũng biết rồi. Em Nùng có nói là ở nhà mọi người đã đi trồng ngô hết và trồng ngô ở xa. Thì vợ của em Lình ấy thì cũng bảo có gọi chồng về, nhưng mình có nói là đi làm xa thì tôi không cần phải về đâu. Bởi vì là bà con là bây giờ đang đi làm mà bây giờ gọi về cũng mất công mất việc của bà con ra. Còn về phần quà ngày hôm nay thì các người đã xin phép nói lại một lần nữa.
trong cái phần quà ngày hôm nay ấy, là của cô Catherine ở Mỹ. Cô có gửi hỗ trợ cho gia đình ba anh em khiếm thị là 1 triệu đồng. Trong đó cái phần nhu yếu phẩm ở đây ấy, thì mình đã mua là bao gồm có 1 bao gạo 20 cân này, 1 vỉ trứng 30 quả, 1 cân 2 thịt là 110.000, mì tôm, dầu rửa bát, sữa đặc. Bên này là có mắm muối mì chính, dầu ăn đường, được, kẹo, dầu gội đầu và xà phòng tắm. Thì tổng cái số tiền này đã mua hết là bao nhiêu tiền nhỉ? 550.000. Thì tổng cái số tiền này đã mua hết là 550.000 các bác ạ. Thế còn dư 450.000 tiền mặt nữa thì cái này mình sẽ trao cho gia đình. Còn phần kẹo ở đấy là của chị Thiên Kim. Chị có gửi cho Cao Nguyên Đá là 1 thùng kẹo. Thì cũng có nói là đi xóm thì là mang cho các cháu nhỏ. Thì hôm nay là mình cũng bớt cái phần kẹo của chị ra để mang vào tặng cho ba anh em khiếm thị. Còn ngoài ra nữa phần kẹo kia thì mình cũng sẽ mang đi xóm mà cho các cháu. Bởi vì như này, bởi vì là các cô các bác đã gửi kẹo rồi thì mình cũng sẽ xin phép là sẽ không mua thêm kẹo nữa, mà đi mỗi một hộ gia đình ấy, mình sẽ lấy cái phần kẹo cái ra để tặng, để tiết kiệm lại cái phần tiền. Còn tiền để trao cho gia đình có thể là sử dụng vào những cái việc cấp bách cần thiết, ví dụ như là đi mua thuốc này, hay là cái việc mà con vật nuôi nó bị ốm ấy. Không như nhiều trước mà ngày xưa mình vào có gia đình là không có tiền để đi mua nổi cái thuốc thú y cho con bò hay là con lợn ốm cơ, nhiều khi là cứ để nó nằm đấy, thành ra là nó bị chết, rất tiếc. Tùa với nùng với cái có nhớ anh nhiều không? Nhớ à? Mình thì đồng hành với gia đình nhà ba anh em đùng tủa cái này đến năm nay là sang năm thứ 3 rồi nhé các bác nhé. Từ cái ngày mà mình còn đồng hành cùng với bạn Nắng Cao Nguyên ấy, ở bên Cán Lủng, thì sau đó thì anh em cũng có tách nhau ra để đi giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn ấy. Thì là hoàn cảnh đùng cái tủa là mình cũng bắt đầu là đồng hành cùng cái thời gian đấy. Riêng dịch lại cho hai em nhé. Mẹ ơi. Ừ. Ừ, đi nhá. Nếu mít đủ hùa thì Catherine nhá. Nếu nhớ mì cu nhá, đừng gửi tôi ít chỏ tao tiền lòng. Ở tiền lòng yêu là nó mít post số chỏ nhá. Ở mít chiếng ngay này. Pết chả lúc kè này, hít sao mít tòng đó nhá. Ở chân rồi ta hào thế. Như là bẻ tha này, dê này, mách chanh này, cho cái rau này. Ờ, mua chân rồi tỉ thế hù nhá. Hả? Hay phư ở của mì nhiêu nữa nhá. Cảm ơn. Cảm ơn hai anh em nhé. Thì qua đây cũng cho Cao Nguyên Đá thay mặt gia đình nhà em Nùng, em Cái, em Tủa gửi lời cảm ơn đến gia đình nhà cô Catherine đã gửi hỗ trợ phần quà ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn chị Thiên Kim cũng đã gửi kẹo để cho Cao Nguyên Đá là vào trong xóm để phát cho các cháu như là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngoài ra cho Cao Nguyên Đá là chân thành được gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước, và đặc biệt là quý khán giả trên kênh ấy, mọi người đã và đang là luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Cao Nguyên Đá để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì chúc mọi người là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một điều rất là vui, lúc nãy mình vào đang tò mò chưa thấy bạn nhỏ nào vào. Bây giờ các bạn nhỏ đang đứng ở ngoài kia rồi. Đi vào đây nào. Lớn đi em ơi. Lớn đi. Đi hết xem nào. Lớn đi, chà tù. Nãy mới chà tù. Đấy. Em hỏi các cháu em là lên đây làm gì đây? Lọ tôi này quét gì? Hả? Quét gì? Lên đây làm gì nào? Tôi sợ này quét gì? Hả? Nó tha. Chị bảo không biết thương. Di ơi hỏi xem nhé. Là cái này này, cái tiền này bây giờ đưa cho ai? Di là tí là lòng yêu ta. Ừ là chí của chí chào chí. Ừ. Ơi nhớ nhỉ. Bây giờ đưa cho ai được? Mua tao từ từ. Mong cả chế trường đi lắm ơn đi hả? À đưa cho đây Nù nhỉ? Ừ. Đưa cho Nù và mẹ về thì Nù sẽ đưa cho mẹ. À. Thế Nù biết tờ này tờ bao nhiêu tiền không? Đẩy nhá, bao đẩy này hơn đó. Nhé. Chỉ bao gọi dưới là chỉ bùa là sao chỉ chờ chỉ bao? Ốp bùa. Bảo là nhì không biết là tờ năm trai hay là 50. Đúng rồi. Như này mọi người ạ, bởi vì là các em này thì là không biết tiếng phổ thông.
nên là không đi học được. Nếu như mà trường hợp mà đi học được nhé, trong cái tờ tiền này riêng này, cái phần này người ta dập nổi này, đấy là dùng cho người khiếm thị. Người ta sờ vào người ta biết cái tờ này là mệnh giá bao nhiêu tiền trên cái dãy này này. Riêng có biết không? Em chưa anh. Chưa biết bao giờ. Vâng. Đấy. Nếu mà đi học ấy thì ta sẽ biết ở trường khiếm thị dành cho người khiếm thị nhé. Đây này. Tay mấy. Có 3 tờ nhá. Anh chờ nhá. Con nhớ pé đại nhá. Nhìn đi đại. Ố đại pé đại nhá. Này. Sai nhất block ở chi nhá. Block ở chi nhỉ. Đi đại ố của ấy đại ố đại chi chờ. Ố đại ố của ấy đại chi chờ. Block ở chi nhá. Em nói lại với vợ của Linh đi. Yuta là ni mà pé yuta chi của chi chờ mẹ. À chua block của chi à mỗi tao nùng ăn đi nhá. Ừ nhá. Khi tao ra bây giờ thì khi ăn thì giờ này sẽ là nhá lúc trước thanh mẹ ấy được khi từ họ. Nhìn thấy tiền chưa đã? Bỏ chết rồi. Nhìn thấy đủ chưa? Đủ rồi nhá. Nhìn thấy rồi. Chào nhiệt lắm mà nhỉ. Mẹ về đưa cho mẹ. Cất cẩn thận nhá. Cho gì ấy nhà nó chí hả? Đây ở đây thì đây đi bóc kẹo cho mấy anh em luôn. Cái này là ba mang vào có 3 gói để cho 3 anh em rồi. Mấy em bé này là ra đây mà. Nhìn em một tí ní tiền làm phách này. Chân đi giờ mua tàu lợi. Nè, nếm một tí ní nó thật đi. À thôi Di ơi, anh phải để lại cái gói đấy đi. Để lại cho 3 anh em đây để đưa cho mọi người là cùng cái kẹo giống nhau ấy. Kẹo giống nhau? Ừ. Thế để trong túi nhá. Ừ. Đây, cũng chọn mút của chị Trinh Trinh gửi lên các bác ạ. Này, phát cho các bạn này. Mọi người biết cái quãng đường nó đi vào đây nó mẹ nó thà. Ừ, mua giọt là nó thà. Đây, cây kiểm nến nó nhé. Đây, một cái này để gửi cho gì nhỉ? Cho tủa. Tủa. Em để lại. Để trong này. Té đưa cho anh em đi. Này, nó bắt té. Mẹ nó bắt té. Tha chứ. Kiểm mũ. Kiểm mũ. Tay sờ biết mà. Hai mà, cháu xin bác. Hai mấy. Cháu xin bác. Cháu xin bác à? Cháu xin bác. À lý tế lì nhé, cần tao lý tế lì. Mà cần tao cứ dốc khe mà, lắp bố chỉ mà dịp thôi nhá. Đây, cái này để cho vợ lành nữa. Cái nùng với cả cái với cả tủa là ba anh em là có mong muốn gì nữa không? Đó. Nên bảo sao đó chị? Nhìn chị mà, chị là sao vậy? Là, mà chân tôi chuẩn mẹ, tôi chuẩn mẹ đâu, thì mới dọc cái tôi đâu rất sao này. Thế là, ý là cá. Hả? Cái lừa cá cháu mình đào cái gì? Mong muốn là mùa hè tới ấy. Một cái quạt lại có muốn nó chui vào trong dừa ấy, quạt và một cái ổ cá nữa. À, một cái quạt, một cái ổ cắm. Vâng. Thế đi ngủ có mắc màn không? Mua vi trả mà. Vi trả? Vi trả chỉ mượn. Không có. Mây lưu sao mà, mây lưu sao trời không nhiên. À, cái trên này để cho mẹ thôi, dừa bên này chưa có anh. À, vâng. Thế là bây giờ cả gia đình là thiếu màn à? Như nào? Nên trước thanh là chỉ mua vi trả. Vi trả mua mà nếu đại sao đại phần doanh thừa tà lúc chết sao? À cái cú thôi, nó rách hết đấy. Đây có một giường, hai giường, ba giường. Giường. Thế bên nhà anh trai là có mấy giường? Tỏ tí là ra tỏ mua trả lúc ra. Tỏ á? Tỏ mua trả y luôn. Này. Hai cái ilu mỏ cái thế một cái một, à đúng rồi một cái ilu là một cái iop chứ iop một cái là ilu hai cái olu ba cái pelu. Mấy anh em còn học tiếng phổ thông nhanh hơn mình, về mình học tiếng bà con hay tiếng Mông là còn chậm đấy. Bây giờ còn nhiều khi là i với op ilu olu là nhầm hết rồi. Nhầm mà. Em nói với mấy hôm nữa nắng thì anh em mình sẽ quay lại nhé.
thả từ chăn tu thì kem bù hơn chăn tu bé mà chết tôi nhé kem bù đây là khó dễ lắm rồi ừ được giống sáu quá vất vả vào đây một lần nữa mấy bé thì ăn cơm chưa hả nó mỏi chị ta mẹ nó chỉ nọ té à mẹ nó mỏi chị tao mỏi tao nọ hả chị tao á à, một bạn bảo là ăn một bạn chưa bạn này chưa ăn mà ăn kẹo thì làm sao mà tí nữa ăn được thì chắc cái là sữa này cái sữa này chắc biết là pha rồi nhỉ à, bao à ờ à, biết rồi nhưng mà chỉ cho người lớn uống rồi con em chưa uống ở đâu nhá à tụi mình nhớ thấy mà phú hả nhìn đờ đờ ít bao lấy mỡ đầy để nè nhá hả đây ít bao lấy đây đấy ổn không? Em bảo chị đây là phải ăn luôn nhá. Cái này mình chỉ muốn là quần bò nhá, trừ nhá hả? Cái này tối ăn luôn. Ừ, chấm tôi muốn là bò nhá. Ừ. Mất đây là tan. Chấm thì. Ừ. Thì cái này thích ăn thịt đây là thích ăn trứng. Ăn nhỉ nó cay là nhỉ nó cay. Cay. Ý dạ. À, ý dạ. Ý dạ nhé. À, cái gì cũng được. Đây, bao gạo đây chắc để đây thôi. Nhà bây giờ thêm thành viên là cũng chật rồi các bác ạ. Đây em bé này, bác mừng tuổi nhá. Mừng tuổi em bé nhá. Đây mẹ cầm cho em bé nhá. Đấy, chúc em bé hay ăn trong lớn nhá, ngoan nhá nhỉ. Sau này lớn lên là còn đỡ đần cho các chú nhá. Với cả là Gia bảo em tên là gì anh lại quên mất tên rồi. Tên là gì nhỉ? Ấy ạ, là Lia chứ. Lia. Lia, Lia hay Lia? Lia. Lia. Vâng. Đúng không? Đúng Lia không? Lia đây mà. Dạ. À, đúng, dạ. Đúng rồi. Thì Lia anh bảo này, bây giờ mà lấy chồng mình về rồi ấy, thì là thương chồng nhưng mà phải thương các em nữa nhá. Người ta ở lối ạ, là nhớ lúc trước thanh nì, ý ạ là giữa tụi vào mà, ý ạ, ý gì đấy mà. Ở lối ạ, lúc ý gì mà lúc nào cho cư đấy, cái đấy là nổ đất tụi là đấy. Ừ đấy, ừ. Các em cái gì mà không biết thì phải thông cảm nhé. Ừ, chỉ bao là nhớ mạng xuyên tê. Chỉ bao là mạng xuyên tê. Mấy cả là Nùng với cái này, anh dặn này. Đâu, hai anh em đâu rồi, đây rồi. Đây. Nhá, hai anh em ở nhà mà bây giờ mắt mình không nhìn thấy ấy, thì chịu khó ở nhà là bế được cháu là phải giúp cho chị nhá. Nên nhờ trên ấy chỉ không phải chỉ bỏ kem mà nếp ba, tức là muốn luyện mà nếp ba của mình nhựa nhá. Ừ, do mình nhựa ấy. À, nhớ nhá. Ở nhà lại trong co. Phải hụ đấy. Đấy cả là những cái máy, có cái máy thái cỏ chắc là chuyển sang bên kia rồi, hay để đâu rồi. Nên lúc chỉ chú ấm bùa này. Thì chú ấm bùa. 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 Chú chú nhà dưới bên dưới này mượn đi xuống dưới rồi à mượn đó cho người ta mượn không nhớ phải đòi về đấy ừ à. Mượn là không phải bán đi mà mượn ừ. Các bác hỗ trợ đấy bởi vì là mọi người biết là trong nhà bây giờ có ba bạn là mắt kém mua trước là cũng đã sử dụng cái phần tiền các bác gửi hỗ trợ mua cái máy sát mèn mén này mua cái máy thái cỏ cho gia đình làm sao để tiết kiệm cái nhân lực đấy và không nhìn thấy một cái vật gì mà các bác hỗ trợ là nhiều khi giật mình đấy các bác ạ bởi vì là nếu trường hợp mà bị hỏng này thì là mình sẽ phải có trách nhiệm là mang đi sửa giúp gia đình hoặc là bảo gia đình là mang đi sửa hai là trường hợp là sợ nhất là gia đình khó khăn quá lại mang đi bán thôi được rồi giờ chắc là anh em mình xin phép phải đi về thôi ừ. Nay nhớ này nhá hả ừ, là trời trời ừ chị Lim mà ừ nhớ nhá ừ là mới thôi anh đi về nhá cái nhá ngủ trên nhá nhớ ừ rồi anh chào cái nhá anh nhớ mẹ hả anh nhớ nhớ hả nhớ nên nhớ một vé một giờ tiền kẹt khua như vậy mà chết tuôn nhá nãy chơi cái ừ nãy nhớ nhớ hả ừ nhá ừ chỉ là nãy nhớ này nè ừ chào Lía nhá chào em ý mình chả mất con gai của nó no nhá hả nhá hả ừ anh nhớ
Nú, đến đây nhá, đây nhá. Ở đây nhá, đây nhá họ. Ơi, xin chào nhá. Ở đây nhá. Trong này thiếu nước kinh khủng nhỉ. Bể nước nào cũng thấy cạn trơ đáy rồi cơ. Múc hết những cái đáy bể nó lại hỏng, chắc là đệm nó dữ rồi. Đúng rồi. Nếu mà để đáy nó khô quá thì sau nó nứt mọi người ạ, nó hỏng hết cái đáy bể. Tủa về đây này. Vừa đi ra ra định về để gặp tủa mọi người ạ. Mới chỉ lo tủa. À, đi trong con. Đi hộ người ta trong con ở trong ngõ. À, đi đưa sáu quá. Chú đưa về đấy cái đựa dưới này, đựa tốt thì nó về. Quần áo đầy bùn rồi. Đi về nhá, đi về xong rồi anh mang quà vào trong nhà rồi nhá, tủa nhá. Ừ, mua sỏ tre nhá, mua giùm thăm lẻ sỏ tre nhá. Ờ. Chắc là tượng dưới đất để sợ là bé con hay sao? Ờ, bẩn hết quần áo rồi. Vâng. Ở đây có cái nhà này, không biết là nhà ai mới dựng này mọi người này. Trước anh em đi vào là chưa có đâu. Nhà thì mái bạt được quay bằng tôn. Nhà này chắc là vợ chồng trẻ đó. Lúc lại làm... Hoặc là ông bà già nhỉ? Vâng. Không muốn ở với cả con cái thì ra chuyển ra ngoài ở. Chị ở riêng đấy. Mọi người để ý này, các em bé kia kìa. Đấy. Ở nhà còn đang điệu em nữa cơ, bé tí, tí tí. Ở kia còn mấy bạn chưa có kẹo à? Hai bạn vàng. Chú Ria chạy lên cho anh ấy. Em đưa cho các cháu đây bảo phải là chia cho bạn nào tí nữa chưa có nhé. Vâng. Mua phải lệnh tù nhá. Này. Chiều. Đấy chà. Nhi này. Ý tù nhá. Chưa từ từ chị ta. Ô mẹ ơi. Mà đếm. Gà ô tù nhìn mình chỉ từ từ chị ta mà mua phải nữa nhá. Đó gà như đó từ từ chị ta mà mua phải là lệnh tù nhá. Rồi nhá. Này nhá, này nhá. Bye bye nào. Bye bye nè, cha tè. Cha tè. Đây mọi người này. Nếu như mà sương mù như thế này nhá, mà nhà mà là có mái tôn ấy, thì cái phần sương nó đọng ở trên mái tôn nó sẽ thành nước và chảy xuống dưới cái bể chứa nước. Nhưng mà mái bro như này, sương này không bao giờ có nước được. Thế nên là tại sao mà khi cao nguyên đá mà đến giúp các hộ gia đình ấy, muốn là kêu gọi và xin các bác hỗ trợ là được cái mái tôn ấy, đó là cái lý do là như vậy. Thứ nhất là cái nước ở trên mái tôn nó sẽ không độc bằng cái nước bro xi măng, và ăn thì nó sẽ không bị ung thư. Và cái thứ hai là khi có xương ấy, là trời có xương thì sẽ có nước để dùng. Còn bây giờ như mọi người nhìn đây, đến đang vào rơi vào mùa khô mà không có mưa, không có nước, cực kỳ là khó khăn luôn, khổ lắm mọi người ạ. Mọi người xem những cái video mà các người đã chia sẻ rồi, bà con đi gùi từng tí một, từng can nước một. Mà đi có phải là gần đâu, đi 2-3 quả núi cơ, đi thậm chí đến cả 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Thế nên là trong cái việc mà giúp đỡ các hộ gia đình mà xây nhà đấy, Cao Nguyên Đá luôn luôn là mong muốn là giúp đỡ các hộ gia đình là làm sao mà có được cái mái tôn để lợp mái. Thứ nhất là hai lý do Cao Nguyên Đá vừa nói rồi. Cái thứ ba nữa đó là nó bền. Đó, thì qua nội dung video này có rất mong là nhận được cái sự chia sẻ của quý cô bác và mọi người. Còn thời lượng video về cũng tương đối là dài rồi, anh em cũng xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.